Từ 5 tới 1 nha, 5, 4, 3, 2, 1, thành viên! Mới của Thanh Duy, đây là những hoàn toàn là những sáng tác mới của Duy luôn. Duy rất là vui và rất là tự tin khi đã có thể có những cái bài hát cho riêng mình, tự sáng tác, tự làm việc, tự làm tất cả mọi thứ. Và bây giờ đây là lúc mà Thanh Duy mang những cái bài hát của mình để đi biểu diễn khắp nơi, và đây sẽ là một cái niềm vui rất lớn nhất tất cả các bạn ở đây. Phần biểu diễn của mình sẽ là một bài hát mà Duy đã viết hai năm trước rồi, nhưng mà tới bây giờ thì mới đi biểu diễn khắp nơi. Bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe một sáng tác của Thanh Duy, ca khúc được mang tên Magic. Xin các bạn cùng.
xin một âm thanh cho nhạc ở trong bên Duy to hơn một xíu. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mọi người thấy sao hả? Còn các bạn có tay nhỏ quá. Một lần nữa thì được cảm ơn Advice đã cho tôi nhiều cái cơ hội rất là đặc biệt. Lâu lắm rồi mình mới được quay trở lại Elmore Tân Phú và hát trong cái không gian mà khán giả rất là gần mình, xung quanh mình như vậy. Rất là vui luôn á quý vị. Lâu lắm rồi mới được trải nghiệm lại cảm giác này từ hồi dịp tia. Giá 10 điểm. Em cho anh 10 điểm hả? Anh cho em 100 điểm luôn. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ sẽ là một bài hát tiếp theo, cũng là một sáng tác của Thanh Duy. Và bài này được viết trên nền nhạc disco. Nếu mà ai mà có thể nhảy disco được thì chúng ta cùng đứng dậy, biến chỗ này trở thành một cái sàn nhảy rất là đẹp đúng không mọi người? Xin mời các bạn hãy cùng đến với một bài hát của Thanh Duy. Yes. Trong lúc mình đứng lại thay cho mình nghe.
Được không mọi người? Và có ai thấy âm nhạc này đẹp trai không ạ? À? Được không các bạn? Khi mà bắt cỡ liền luôn, cái hát hay ghi nhận với cái đẹp trai bắt cỡ liền luôn. Che mặt. Thôi luôn. Sao em? Trăm điểm luôn. Ok, much better. À, tốt hơn vậy là, Yes. Ok. À. Bây giờ sẽ là một bài hát nữa mà Thanh Duy cũng mới ra mắt luôn. Ngày nay thì chúng ta phải đối mặt với rất nhiều những cái vấn đề, mà một trong những vấn đề quan trọng nhất đó chính là body shaming. Ai cũng nhận phải những cái lời body shaming từ tất cả mọi người, nhưng chúng ta không biết là chính chúng ta là một phiên bản độc nhất, chỉ có một mình chúng ta, chỉ có một mình ta là đặc biệt và khác biệt so với tất cả mọi người thôi. Đó là lý do mà mình phải là một cái người đặc biệt, cho nên Duy đã quyết định viết bài hát để có thể nói lên nha. Và với bài hát này, Thanh Duy hy vọng là tất cả mọi người ở đây chúng ta hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn, hãy dành thời gian để yêu bản thân chúng ta, bởi vì chính chúng ta là những con người độc nhất, duy nhất ở trên trái đất này, chỉ có một mà thôi, không có ai là người thứ hai được, đúng không ạ? Cảm ơn chị. Một bài hát rất là sôi động. Như biết, tôi biết mình tên I set a break chill to my room. Lắng nghe. Khi là quán lời xa mê, chỉ có thể được I'm
nhiều. Và một lần nữa xin cảm ơn Advice đã mang Thanh Duy tới để mà hát và tặng cho mọi người một giờ những 15 phút rất là vui đưa. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn và quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại trong lần tới nha. Bye bye. Thank you. Xin cảm ơn Thanh Duy rất là nhiều nha.